khẩu trang ra cho mẹ coi mặt coi, rồi cũng lột. Mày thấy có người già mày tại con mình thiếu sao vậy? Thôi tại cái duyên của hai cô. Dân nợ ta lại tới nhà mình rồi sao? Rồi lột lột khẩu trang ra. Ừ. Rồi dắt này cô suy nghĩ bụng sao? Không suy nghĩ gì hết trơn, tự Hơi thương nó hơi thương. dài ha. Bây giờ mình cũng đồng ý ha, già rồi mà tại vì con nó thương thì mình cũng phải chiều theo đó. Đúng rồi. Mà tự nhiên cái có một cái bà vợ đi lại tìm tìm lại luôn. Dân nợ nó sao vậy? Tôi cũng biết làm sao nữa. Rồi mấy anh đó Đi là mình mắc lấy bò dép vậy đó anh Tứ. Thấy không lẹo quá ta. Rồi từ theo em biết anh là được biết biết nấu ăn đúng không? Hay chàng. Ngồi đây đi anh Tứ. Ngồi đó cho em trò chuyện tí xíu thôi. Rồi, có hỏi á cô. Cái người bên này là gì cô gì? dâu. Dâu cô đó hả? Dạ Đây là anh trai là con trai con cô. ruột. Lần đầu tiên mà cơ duyên như thế nào mà hai người mà đến nhau, cô có thể chia sẻ cho con một Tôi cũng đoạn. biết nữa, thấy đi đâu chơi rồi dắt nhau lên trên bờ đó rồi tôi mới thấy nói ai vậy. Người ta nói tôi mới dẫn bồ tôi lại coi mắt ra mắt mẹ đó, Là vậy anh là đó vậy thôi tôi cũng không nói gì nữa. Vừa qua ngày sau người ta lại lại chơi gì à, qua ngày sau là ở đây luôn. là con dâu cô đó hả? Dạ Trong khi đó mà cô biết là con dâu cũng trọng trọng tuổi không mà nói này cô đừng buồn nha. tôi cũng biết nữa, tại vì lúc đó thì đeo khẩu trang không thấy mặt. Tới chừng sau này vô nhà tôi nói con sao không vô mà lột khẩu trang ra cho mẹ coi mặt coi, rồi cũng lột. Mày thấy có người già mày tại con mình thiếu sao vậy? Thôi tại cái duyên của hai cô. Dân nợ ta lại tới nhà mình rồi sao? Rồi lột lột khẩu trang ra. Ừ. Rồi dắt này cô suy nghĩ bụng sao? Không suy nghĩ gì hết trơn, tự Hơi thương nó hơi thương. dài ha. Bây giờ mình cũng đồng ý ha, già rồi mà tại vì con nó thương thì mình cũng phải chiều theo đó. Đúng rồi. Mà tự nhiên cái có một cái bà vợ đi lại tìm tìm lại luôn. Dân nợ nó sao vậy? Tôi cũng biết làm sao nữa. Rồi mình anh nó cũng nói sao mà giả vậy mẹ, thôi dân nợ nó nói mày đâu có lấy đâu. Tôi mới la mấy đứa nhỏ, mấy đứa anh nó kệ đi, dân nợ anh ta này người Ta ta chịu bắt đi. tay chịu mần ăn đi, kệ đi, nói gì đó mấy anh khỏi nói gì đâu, kệ mẹ nó đi. Là mấy anh của anh Tứ là nói là sao sao mà lớn tuổi gì hả Nhà anh lớn Tứ? tuổi hơn nó nữa. Cô có suy nghĩ là sau này là anh Tứ nè đi đứng không được, đi là nói chung là bằng bò không à, nhưng mà có bà vợ thì nói chung thì nó rất 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 là tiện lợi luôn. Tại vì chị cô này ở đây á là phải lo ngược cho anh Tứ là cái đó là chuyện đương nhiên. Tại vì người ta có cái giò rồi mình bò ba hai bằng tay không bằng, thế nào cho ngay đi. Nếu mà vợ chồng nó thương nhau thì tự tự giúp đỡ lẫn nhau. Là anh Tứ là năm nay ba mấy hả? 37 35. rồi, Ba mấy anh Tứ? 37 rồi. 37, 37 bữa nói Ra 35. đời Cô rồi, trong khi đó mà thấy con dâu mà lớn tuổi hơn con trai mình đó. Rồi thí dụ lần đầu kêu rồi cô có hơi ngại không? cũng không ngại gì đó, tại vì Đâu. con mình thương người ta rồi mình có ngại gì hết trơn. Tôi tự nhiên nó không có ngại gì hết trơn, những con là yêu nhau là được rồi. Yêu nhau ha. Tôi không cần giàu cần nghèo cần gì hết trơn, miễn hai vợ chồng nó thương nhau tự mà lập mần ăn với người ta. Mà tự nhiên cái từ trên trời rơi xuống có con dâu đem lại Dạ từ lạ trên thì trời đi xuống. cô có thấy nó Tôi lạ cũng thấy lạ bất ngờ đó. bất ngờ. Sao vậy Lần đầu với tiên mình mẹ đi lại nhà bả không chịu lột khẩu trang ra. nhà ấy mới xong á, từ trên ghe lê ga đi lên rồi tôi mới hỏi anh Tứ người ở đâu, nó bộ con nó đem gà đem lại ra mắt mẹ đó. Anh Tứ nói gì anh Tứ? Rồi tôi cũng nói vậy đó, rồi tôi vô nhà đem đồ vô nhà rồi nó con lột khẩu trang ra coi, rồi nó cũng lột đi lên đi xuống trong nhà. Kêu là mẹ là ngọt dữ lắm luôn đó hả? Mẹ có hả thành vấn đề vậy đó. Đúng rồi. Tuổi tác nó thành vấn đề, ăn thua là lo con trai cô là được rồi. Trong khi đó thì mấy anh của anh Tứ nè thì mà có nói là người vợ nó hơi lớn tuổi không cô? Có Nói làm sao cô? nói anh Tư thôi vợ mẹ anh Tư thôi lấy vợ lớn tuổi vậy thôi, dân nợ anh ta mày ta, nó lấy đó mày đâu lấy đâu mà mày nói, kệ đi dân nợ anh ta kệ đấy con ơi, nó tự nó lấy nó bằng ăn với người ta Đúng rồi. kệ.
Bữa tối nó cũng nín thinh, nó không nói gì. Thằng đi đào xe ở trong đốc á. Nó điện lại. Khi nào mà cô hỏi với vui thôi nha, có khi nào cô nhìn dâu nó muốn già dạ mình không vậy? Có đâu, tôi không nghĩ gì đâu. Không, anh Tứ anh nói kìa. Tứ anh nói kìa. Rồi nói anh tự ái rồi thấy già vợ vợ già người ta cũng đi, người ta cũng nói xù xì này kia nọ đấy. Dạ. Cũng mà nhưng mà không, ở đây không có ai nói gì đâu, nói nào cho ngay đi. Nhưng mà ở đây không nói mà nhưng mà ai? Ở ngoài đường ta nói. Ngoài đường thấy ta cũng nhạo á. Người ta cũng nói nhạo này kia đó. Đúng rồi, đường nhạo. Mày chọc chẹo đâu đó. Ở đầu lụm được bà vợ ngon dữ chèn anh Tứ. Tại trên trời đi xuống. Anh Tứ, hồi cái cấp đầu tiên đó, mình điện lộn số là mình được. Mà trong khi đó theo em được biết là cũng phải nói chuyện nhiều dữ lắm luôn á. Thì đúng rồi. Nói chuyện nhiều với nhắn tin đó. Anh có nhắn tin không? Không, nói chuyện thẳng luôn rồi. Chuyện thẳng ha. Rồi sao bả có trình bày là bả có này nọ được không? Bao nhiêu tuổi không? Và lớn tuổi không? Có. Rồi cấp đời rồi bả nói sao anh kể cho em nghe coi. Thì nói tôi lớn tuổi ha. Thương được thì thương, thương được thì thôi đó. Thì em nói tuổi tác thì không thành vấn đề. Ăn thua mình chấp nhận thương nhau được rồi. Nhắc đó là thấy mặt chưa? Chưa. Thấy mặt Zalo chưa? Thấy rồi. Thấy rồi ha. Nhưng mà là anh gặp mặt lần đầu anh ấn tượng sao? Em cũng bình thường, có ấn tượng gì đó. Ừ, có nói già không? Không. Rồi thì rồi bao lâu hai người mới gặp? Thì có hẹn cuộc họ chỗ nhà anh ba nè, kêu rượu qua chơi nè. Mới... Anh hẹn sao? Nó kêu qua nhà anh ba chơi nên ta tẩy lại kiếm em tới nhà ảnh nè. Mới gặp mặt nhau luôn đó, tới giờ luôn đó. Gặp mặt hôm bữa gặp mặt nó rồi như thế nào? Thì cũng bình thường đó, là em Zalo em thấy mặt rồi. Gì hả? Nó bằng điện thoại không? Có, gặp mặt là anh nói cái câu mà hơi tiếu rồi đó. Rồi nhìn con người nó già hơn mẹ anh nữa hả? Bữa câu anh nói đó. Có. Người ta nói sao đâu anh? Nói vui thôi, chị đừng buồn nghe, cô đừng buồn nghe cô. Nói gì? Thì em nói bữa hộp đó, thì qua nhà anh ba thấy với bà này già hơn má tôi nữa. nhưng mà thương nha. Dạ. Rồi con nè, con và anh Tứ nè. Rồi lần đầu tiên gì đó là mình thương một cái người trai trẻ nè. Là mình, nói chung là mình phải ảnh á, là đi là phải bò không. Chị kêu chị đi, chị là phải lo cho ảnh từ A đến Z đó, rồi trong khi đó rồi đến với ảnh đó rồi thấy ảnh vậy đó, rồi chị suy nghĩ sao? Rồi hai người thôi nó được rồi. Đâu, thứ ba. Hả? Thế anh. Hả chị? Cũng có sao đâu anh. Cái cơ duyên đầu tiên á, hai người mà mình đến với nhau nè, tự nhiên cái điện thoại lộn số, cái mình quen nhau. Chắc đó là người nào mà mới phân tới hoài. Tứ điện hoài luôn. Điện hoài luôn hả? Tứ điện cấp đầu tiên điện sao? Kể cho chị, kể cho em nghe coi. Điện nói chuyện qua lại vậy đó. Hay là người nói tiếng thương trước ta? À. Anh Tứ nói. Tứ nói ha. Anh Tứ nói làm sao anh Tứ? Cái em nghe. Gì? Lần đầu anh thương bả làm sao anh Tứ? Tại em nói em thương bả vậy đó, rồi nói tuổi tác thì lớn nhỏ thì không thành vấn đề, ăn thua hai mình gặp nhau là được rồi. Tự nhiên cái nói chuyện vậy thôi, rồi là bả đi lại nhà làm vợ anh luôn à? Đúng rồi. Trời trời, từ cái chuyện có liệt có lạ, có chuyện có thiệt đó quý vị. Thì nghe điện thoại chỉ một hai câu thôi rồi sao mà sáp với nhau đến luôn. Chị có mình đến với anh Tứ nè, mình có suy nghĩ không? Cũng có suy nghĩ. Suy nghĩ thứ nhất là bên gia đình mình không chịu nè. Ừ, đúng rồi. Thứ hai nữa là bên gia đình anh Tứ nè. Đúng rồi. Rồi vậy suy nghĩ làm sao bên gia đình mình, sao kể cho em nghe coi. Bên gia đình tôi thì không có chịu đâu. Không chị anh không chịu. Tại anh Tứ cật nguyện vậy nè. Chắc lên một cái video chắc bên gia đình của chị đó, chắc thấy nghe. Rồi đó. Thấy rồi, bên thấy kia rồi. Người ta làm sao? Người ta nói khi nào tôi về người ta điện cho tôi nói chuyện á. Là em mất tôi á điện nữa. Là không thích hay sao? Không thích. Ôi trời. Là hôm bữa lên một cái clip rồi. Ừ. Thì chắc bên chị chắc cũng có xem.
người ta không chịu. Lý do làm sao? 21 nó không chịu. Lý do làm sao chị kể cho em nghe coi. Nhỏ em nó nói là mình có con có cái rồi, mình lo cho con cái đi làm, lo cho con cái đi. Đi thêm mức nữa làm cái gì? Dạ. Con mình nó khổ. Đi thêm mức nữa mà nhưng mà nó đi như anh Tứ vậy là người ta không chịu hả? Ừ. Chịu không? Sao vậy? Anh Tứ cũng giỏi mà. Biết giỏi thiệt. Mà người ta chưa tiếp xúc, người ta nói mình vậy đó. Ừ. 21 nó nói mình vậy đó. Bên gia đình chị là không chịu luôn ha. Rồi con gái chị chắc xem video này chắc cũng có thấy rồi quá. Thấy rồi, tôi cũng kể rồi, tôi nói chị đóng kịch thôi chứ đâu. Rồi rồi con, cái chuyện chồng là nói đóng kịch hả? Ừ. Trời. Hôm qua tôi điện rồi. Chuyện ơi, đóng kịch cái gì đóng kịch? Để nó hiểu lầm. Hiểu lầm mà chị là chị sợ là quen anh Tứ là bên gia đình người ta không biết hả? Chị cho nên là chị nói gạt là chắc chỉ là đóng kịch thôi hả? Ừ. Đóng kịch gì hết cái địa phương này, chị sống với anh Tứ, chị lại làm vợ anh Tứ rồi còn gì nữa kịch kéo. Nó sống thiệt chứ, nó mình đi làm thôi. Ừ. Nó đóng kịch nè. Rồi anh Tứ nghe vậy rồi sao anh Tứ? Nghe mà hôm bữa mình lên cái clip mà bả nói là bên gia đình bả không chịu đó, anh thấy sao? Anh chia sẻ cho em coi. Buồn hay như thế nào? Có buồn không? Em cũng bình thường, không có buồn có gì hết. Chứ em thấy giờ em nói chịu ở đây rồi, bây giờ sao giờ? Nó bên gia đình ta không chịu kìa. Không chịu, thôi hai vợ em thôi. Đúng rồi. Vậy là từ hồi lên cái clip giờ chắc anh Tứ với chị chắc ngủ ăn ngủ không ngon đâu đúng không? Đúng rồi. Tại vì bên chị là người không đồng ý. Là điện, chắc điện thoại dữ lắm hả chị? Con nó điện không à. Con gái. Nhỏ em nó đâu có biết đâu, đâu biết số điện thoại đâu. Yeah. Con nó điện có coi không? Ừ. Con nó coi rồi. Coi nó nói sao nhỉ? Thì nó nói là có biết chị với anh Tứ quê ở chưa? Chưa, chị nó chưa biết. Chưa biết ha, nhưng mà video thì biết. Rồi, bên gia đình người ta biết luôn chưa? Gia đình chị kìa. Chưa ha. Rồi xem video chị nói vậy là đóng kịch hả? Đóng kịch sao đóng kịch được, cái này người thật việc thật đóng kịch nội tôi. Anh Tứ. Tại mình nói dốc mình con mình nói mình đi làm. Chàng ơi. Vậy là chàng trai bò bốn chân, tự nhiên không biết vì sao có một người phụ nữ năm nay cũng 60 tuổi đi ngang và lại đòi ghé và đòi làm vợ của một cái chàng trai bò bốn chân này. Thì cái câu chuyện một người phụ nữ 60 tuổi và tự nhiên đi lại và đòi làm vợ của cái chàng trai bò bốn chân như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video vì sao chàng trai bò bốn chân mà được người phụ nữ lại đòi làm vợ. Câu chuyện có thiệt hay không thì mời cô chú anh chị theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ hơn vì sao ạ. Dù như thế nào em cũng thương anh. Chị nói làm sao chị? Dù như thế nào em cũng thương anh. Anh Tứ làm sao anh Tứ? Em cũng vậy. Anh nói cho mọi người được. Thì em nói vợ tôi già cỡ nào tôi cũng thương vợ tôi tới suốt cả đời. Cái đó là chị thường có tâm sự với ảnh không chị? Có. Từ hôm cái bữa mà bên gia đình chị không chịu là chị thường là nói ảnh như vậy hả? Chị tâm sự sao chị nói lại cho em và mọi người được biết rõ không? Thì nhỏ em nó coi trên mạng đó. Yeah. Nó biết rồi, nó điện với nhỏ con điện lại. Nó nói còn nhỏ con nó nói chứ em Út thì nó chưa có biết số điện thoại của anh Tứ. Yeah. Rồi con nhà. Nó nói là khi nào mẹ về mẹ điện cho Y Năm nói chuyện với mẹ. Là biết ha. Ừ. Nhưng mà thường là cái đó rồi chị tối rồi chị tâm sự là chị nói với anh Tứ thì sao? Chị có nói chuyện tình cảm được không? Nói thí dụ là thương anh không giờ bỏ này nọ, chị có nói hay không? Thương chứ không có bỏ được. Chị nói sao? Chị nói lại cho em rồi khán giả được biết rồi. Mình thấy người ta vậy mình cũng thấy tội nè. Yeah. Thương người ta chứ mình bỏ người ta là mang cái tội á. Chị không muốn cho chị ở với anh Tứ. Đúng rồi. Tại vì lý do gì thế nào chị kể cho em nghe coi. Chị nghĩ nè, chê anh Tứ hả? Người ta chê thì đúng, người ta chê. Bên vợ là chê anh Tứ là bò bốn chân. Mà anh Tứ anh làm giỏi mà. Biết không giỏi thiệt. Anh Tứ mình có cần chiếc xe lăn không anh Tứ? Chiếc xe lăn cũng đi đường nào cũng được đâu, khó lắm anh ơi. Có quý mạnh thường quân hỏi có đòi cần chiếc xe lăn không?
chuyện đó để qua bên ha. Chuyện qua bên bên đó vậy. Rồi như vậy nè. Rồi bên anh em của chị á là xem một cái video đã cũng biết rõ về anh Tứ rồi. Ừ. Rồi là hiện tại bây giờ là có tán thành không? Không, bên đó họ không tán thành. Thì bây giờ mình nói từ từ đi. Chứ sao gì cũng tán thành nè. À. Ừ. Không thì không gài thì chắc lên clip 2 ngày nay chắc. Chắc bên kia người ta điện thoại với lại nhỏ em của chị nói chị cũng hơi buồn hả chị? Ừ, buồn. Buồn. Em của mình mà nó nói thì nó dạy đời nên mình buồn á. Ừ. Kêu chị là bỏ anh Tứ đi hay sao? Không có gì, kêu mình về đi làm nuôi con. Là kêu là đừng có đi thêm một bước. Ừ, đúng không? Đúng rồi. Rồi chị suy nghĩ sao? Biết sao giờ chị nó tới đó nó đó. Ý em hỏi coi. À, một gia đình, hai là anh Tứ, chị chọn ai? Phải có một cái lựa chọn mới được. Mình chọn gia đình mình á. Gia đình bỏ anh Tứ sao? Không phải, ý là chuyện vợ chồng á. Yeah. Ừ. Nè, chị một là anh Tứ, hai là phía bên kia, chị chọn bên nào? Một là anh Tứ thôi. Trời thương anh Tứ ha. Bây giờ làm. Chị em nói gì nói kệ đó. Nhưng mà gia đình thì không chịu anh Tứ. Chuyện đó, sao hai người đến với nhau mà sao nó khó khăn quá vậy? Theo em biết là lên cái clip hôm bữa đó là mọi người người ta biết nhiều lắm. Khu chợ này nó biết hết luôn rồi. Từ Bình Dương còn biết nữa. Ở gì? Bình Dương luôn rồi. Tới Bình Dương mới điện cho em ở hổm nè. Mấy anh em của anh có biết không? Biết hết trơn rồi. Họ nói sao? Ở Bình Dương nói tự gặp sao vợ giả vậy? Cãi đấy vợ sao vợ dương phận tới đâu? Tới đây là tới vậy vợ sao? Sát như chị. Mà được chị, cái già này không có quan trọng nè. Đây là một cái bên này, bên bả không chịu anh kìa. Anh phải nói sao bên bả là không chịu anh này kìa. Thì bây giờ cho bả giải quyết bên vợ em đi. Ừ. Bên gia đình là chê anh Tứ là bò hả chị? Không biết nó ý nó mình đi cặp bồ á, những anh nói mình đi cặp bồ á, nhà không lo đi làm kiếm nuôi con. Cặp bồ. Trong khi đó tiền chị có lo không? Lo chứ, lo cho con chứ. Ừ, được rồi. Kêu cặp bồ ha. Anh Tứ có thương chị thiệt lòng không? Có chứ. Bây giờ anh Tứ nói lên cái video này đi. Bên gia đình của chị nè, để cho người ta hiểu rõ, để thôi nói anh là như quen chị bình thường thôi. Anh cứ bày tỏ đi. Thì thí dụ bây giờ anh có thương chị sao sao anh chia sẻ lên cho em và mọi người được biết là thứ nhất anh có thương bả thiệt lòng không? Có. Anh nói lên đi. Thì em thương vợ em thiệt lòng luôn á. Mấy chị vợ, mấy em vợ rồi đó. Nghe rồi cho anh nói đi ha. Đúng bây giờ tôi tuy nhiên là già, bà già thiệt mà bà già không đến đổi như đâu. Ăn thua mình hai gặp nhau đến với nhau là hai vợ chồng mình gắng làm ăn là được rồi. Chàng ơi, nó tuổi già, chị là cái người lớn tuổi, ảnh là anh Tứ là trẻ tuổi. Nhưng mà nói là chắc là một cái là chắc bên anh Tứ không chịu đâu. Nhưng mà đổi ngược lại là bên đàn gái không chịu. Kỳ anh Tứ. Cái nguyên do đó biết vì sao anh Tứ? Em cũng không biết nhà của vợ em ở đâu nữa nè. Vì sao anh? Vì em không biết nhà vợ em ở đâu nữa. Chưa biết luôn hả? Chưa biết đó. Trời ơi, chưa về nữa hay không? Gì? Rồi quen với nhau rồi hai người chưa vơi biết nhà nữa hả? Chưa nữa. Sao được? Phải biết mới được chứ. Thì nó tính vài bữa qua nhà vợ chơi nè. Nào rảnh ăn qua thăm nhà. Bên kia người ta có cho qua chưa? Thì hỏi người ta mới được. Thì qua hỏi chị hỏi mới được chứ. Ừ, qua hỏi vợ đang nỉ thôi. Bây mà giờ hiện tại đó là chị nói là bên gia đình ta không chịu rồi kìa. Ừ. Là bên đàn gái không chịu rồi kìa anh Tứ ơi. Phải không chị? Theo chị á, người ta chơi anh Tứ là cái cặp giò đi bò. Đúng rồi. Kêu chị lừa tìm những cái người đàn và nói chung là đi đứng bình thường. Nghe nói gì anh Tứ buồn không Tứ? Tứ nghe nói gì sao anh? Thì em cũng hơi buồn đó. Đúng rồi. Phải buồn chứ. Có nhiều người nói lắm hả nhỉ? Đúng rồi. Sớm người ta biết hết trơn. Sớm biết hả? Có nói gì chưa? Nói mình đi cặp bồ
nói là quen thằng gì vậy không? Có khi nào mà chị nghe người ta nói kiểu như nói những người mà người ta nói chuyện này kia nọ hàng xóm rồi đó, có nói không? Nghe con cái nó nói xóm người ta biết hết trơn rồi đó. Con cái làm sao chị nói cho em nghe kìa. Nó nói nó ra mua đồ chỗ bà đó đó rồi bà đó mới nói. Nói sao vậy? Mẹ cũng như này con, nhỏ con nó nói không có đâu. Mẹ con đi làm chứ mẹ con đâu có đi làm gì. Cái này là chị tự nhiên chị lại ở với ảnh đúng không? Tư thì kêu lại đây ở luôn, tự nhiên là lại làm vợ ảnh đó vậy đó, thì không có cưới hỏi rồi chị chịu thiệt không? Chưa đâu, từ tiền nào có tiền mới cưới. Đến với nhau chị không có cần cưới hỏi gì ha? Cũng có ra mắt chứ anh. Ra mắt chưa? Chưa, tính bên kia đồng ý cái đặng qua cũng làm vài mắm chứ bộ. Là vậy. Tứ là nghe gia đình của bên vợ mà người vợ lớn tuổi là không chịu, anh Tứ thấy sao? Thì em cũng buồn bởi vì năn nỉ vợ cái nó năn nỉ bên kia đi, vợ lỡ thì sao vậy? Chỉ vì chơi anh Tứ là bò thôi, nghe vậy là chắc mình xót anh Tứ. Mà miễn sao mà hai người thương nhau được rồi, chỉ vậy thôi chứ sao giờ. Vậy bây giờ chị có thương anh Tứ thiệt không? Ừ. Anh Tứ có thương bà thương chị không? Có chứ. Bởi vì có mà. Thì bây giờ em nói với vợ em vậy nè, bây giờ từ từ đi rồi hồi... anh Tứ tâm sự với vợ anh đi cho mọi người biết. Từ từ đi hỏi bên vợ đi, từ từ rồi vợ, em vợ cũng từ từ nó quen mình thôi. Nói người ta nướng bò gì người ta nó có là ăn xin đâu mà sợ. Đúng rồi. Ta cố gắng đi làm ăn đấy chứ đâu phải ở nhà đi ăn xin ăn gì đó mà sợ. Chắc họ tính nó nói anh chắc là không có làm được gì chứ. Đúng rồi đó, em tính cũng suy nghĩ vậy đó. À chị đúng không chị? Nói là anh Tứ chắc không có làm gì được đâu. Sợ về rồi chị là một cái người lo ngược lại quá. Chắc bên chị em của chị chắc người ta nói gì phải không? Nói em chị có nói gì không? Không, chưa có nói chuyện với nó. Nhưng mà nói là con chị thôi ha. Chị... khi nào nhỏ con nó nói khi nào mẹ về á điện lại cho Ý Năm. Nhỏ thứ năm á chưa gì chưa hết trơn là chuyện đã xảy ra rồi quý vị. Anh Tứ hiện tại bây giờ đó là phải bên gia đình của cái người vợ nè, là muốn phải hai người nói chung là muốn chị mới phải chia tay với anh Tứ đúng không? Không vậy. Suy nghĩ, chị suy nghĩ tới điều đó chưa? Mà theo mà cho em hỏi á là ví dụ bên gia đình không cho chị sống với anh Tứ rồi thì sao? Cái đó là quyền của mình. Mà người ta nói là không cho chị rồi chị quyết định là như thế nào? Bên anh em chị là không cho đó, không chấp nhận đó, rồi chị quyết định sao? Quyết định một, quyết định anh Tứ, hai là quyết định gia đình, chị quyết định sao? Chị cho em và quý vị khán giả được biết coi. Một là anh Tứ, gia đình mạnh ai lấy sống đi. Cho anh Tứ ha. Chị em nó đâu có nuôi mình cả đời đâu. Đúng rồi, trai nói chung là hổng gầy, hai người đến với nhau và thương nhau cũng trao dồi tình cảm cũng rất là nhiều đúng không? Mình hiểu rồi, mình hiểu tánh tình của mọi người. Hiểu nhau ha. Nếu mình thấy người ta vậy, mình bỏ người ta cũng tội á. Đúng rồi. Người ta thương mình lấy mình đi bỏ người ta. Đúng rồi, toàn rồi, dạo này... Tội lỗi lắm rồi. Anh Tứ thì sao rồi, buồn anh Tứ? Có gì đâu phải buồn. Bả bên vợ đầu bắt lại kìa, ông ơi. Vợ thì ở bên đấy mà, người ta chịu em rồi. Vợ chịu mà bên vợ kìa. Bên chị vợ được kìa. Thầy ăn thôi vợ em kể nói kìa. Chàng ơi, bên gia đình không chịu một người bò bốn chân. Không chịu luôn hả chị? Không chịu. Tao muốn mình sống như vậy, nuôi con mình. Với lại là mình làm vậy thôi, tiền nó nuôi con. Bà nói hả? Ý mình vậy đó, ý mình nói vậy đó. Chứ em út rồi nó cũng dạy đời mình không vậy. Cái chuyện tình cảm là do của chị. Đúng rồi. Cũng do anh Tứ. Anh Tứ thì thương chị rất là nhiều mà.
còn ai nói gì cởi người ta, anh Tứ. Đúng rồi. Thương anh Tứ, thương thật lòng lắm quý vị. À, lần đầu tiên á, chị thương anh Tứ là cái gì? Chị phải nói cho em mọi người được biết không? Thương anh Tứ là thương cái gì? Tánh tình hay là như thế nào? Hay là thương thiệt lòng hay là thương hại? Thương thiệt lòng. Thiệt lòng. Là sao? Có tập chứ mà biết làm ăn. Chị sửa máy. Không ngồi ở nhà đâu để gánh nặng cho mình đâu. Thương thật lòng ha. Còn anh Tứ nè. Tứ thương chị là thương thương tạm thời hay là thương cả đời? Không, em thương cả đời luôn á. Đời. Cấp đầu tiên là anh có nói thú lộ với chị là có nói là sẽ lo cho chị không? Có chứ. Mà trong khi đó thì thường người ta nói anh lo chưa xong, nó lo bả gì. Mà em khả năng thì em thấy là lo cho được đó. Anh làm thí dụ đi làm anh có tiền không? Ngày bao nhiêu anh trả cho em nghe. Ngày nếu mà vô vũ thì ngày cũng 250-300. Yeah. Một ngày người ta mướn mình á. Thì không có thì mình đi làm vắn lưới vắn gì tùm lum nữa, đâu phải là một ngày đó đâu. Cũng nhiều quá ha. Ở trong khi người ta đi kêu làm sửa dạo trên trong ruộng gì đó, mình chạy ra đi mình làm tới ruộng sao, mình lấy tiền thêm, tiền khác nữa. Trời ơi. Đâu phải làm ở nhà ngồi một chỗ đâu. Tính ra hồi nãy em điện cho anh là em tính đi làm nữa đó. Đi nữa ha. Đi nữa đó. Nhưng mà chị bà rất nước mắt. Và suy nghĩ tới một đường mà anh là gia đình không chịu. Mà anh Tứ thấy cũng hiền, thấy bà luôn mà sao không chịu chàng. Em sao khi tiếp xúc với chàng anh Tứ rồi. Mà chị là tiếp xúc hoài ha. Chị là trao thân gửi phận rồi đó chàng. Rồi hai người định nào kiếm có con? Thì nào có vốn mới được chứ. Nào có vốn à. Tính nào chưa đó. 60 còn đẻ được không trời? Chán được. 60 còn đẻ được. Cũng có trường hợp cũng có xảy ra. Được thì nó đẻ số. Anh Tứ với chị cho em hỏi nè. Thì trong lên cái video như vậy đó thì có lẽ người ta nói là cô nhỏ lớn tuổi mà thương thằng trẻ tuổi không? Đó, đó là có đẻ được không mà lấy được. Chị nói làm sao? Đọc tin nhắn. Chị nói làm sao? Chị có tin nhắn gì đó, thấy tin nhắn tin rồi. Mà đeo vậy đó rồi chị thấy làm sao? Không. Bình thường nha. Ừ, cũng thấy bình thường. Đúng rồi. Thương anh Tứ mà dù như thế nào cô không có bỏ anh Tứ ha. Ừ. Đúng rồi quý vị. Tứ là đang thương nè, thương chị rất là nhiều. Người vợ muốn lớn tuổi hơn mẹ anh Tứ, nhưng mà anh Tứ bây giờ là cái chuyện này không có quan trọng. Quan trọng bây giờ là bên vợ không chịu anh Tứ nè. Muốn bắt vợ lại nè. Toàn rồi. Tính toán sao đi anh Tứ ơi? Chứ là nghe nói bên vợ muốn bắt lại rồi đó. Mà mình không có tiền, cái tiền tổ chức người ta thấy. Giờ hai người muốn tổ chức đám cưới hay sao? Đúng rồi. Là mấy mâm bên đây được rồi. Cho anh ta biết vậy đó. Ừ. Anh Tứ là chưa có nhà nữa không anh Tứ? Chưa nữa. Chưa có nhà ở chung, ở ké nhà với mẹ hay sao? Đúng rồi. Theo cái ước mơ anh Tứ là ước cái điều gì anh Tứ kể cho em nghe anh đó. Em chỉ cần có nhà đặng ra riêng hai vợ chồng nó thoải mái hơn. Nhà mình có đất không? Có. Mẹ cho không? Có. Giờ cần cái nhà nhỏ nhỏ thôi ha. Đúng rồi. Nên thôi người ta nói cái nhà. Một cái chuyện tình đó là một cái người thanh niên nè. Chỉ mới ba ngoài tuổi thôi. Thì có một cái cô vợ lớn tuổi nhưng mà hiện tại giờ muốn ra riêng. Kinh tế thì rất là eo hẹp luôn. Muốn cắt nhà ra thôi chứ còn ngoài ra đâu có gì anh Tứ. Đúng rồi, đặng gì hai vợ chồng mình đi đâu nó dễ, muốn nằm muốn về muốn ngủ chứ. Thoải mái hơn. Thoải mái. Khỏi ai nói này nọ ha. Đúng rồi. Nhà mình ở thì mình nó dễ hơn. Ở chung nhau. Chứ giờ thấy nó lu bu hết. Rồi chị suy nghĩ sao rồi? Rồi nói chừng có bỏ anh Tứ tôi không tràn. Không có làm gì được.
bên gia đình ta không chịu đó là sao? Không chịu là chuyện của nó, không chịu là chuyện của mình. Em mốt thì nó mua mình hết đời đó. Mình nên lấy sống đi. Chị ơi, cha mẹ mất hết rồi. Anh em chị nhiều không? Còn ba chị em nữa. Nhưng mà ba chị em gái người ta biết hết rồi phải không? Nhỏ thứ năm biết, mà biết nhỏ thứ hai có biết không biết. Chắc biết người là biết hết gì, anh Tư? Đúng rồi. Có điện thoại cảm ơn chắc không biết không? Dạ. Người ta đồn không? Trong đồn xóm rồi. Người ta biết chắc là đồn. Theo chị Thư Anh Tứ nè, người lớn tuổi mà thương tuổi nhẹ tuổi đó, cái này cái quen như vậy đó, hai người sốc vậy đó, rồi chị thấy chị có mắc cỡ không? Mình thấy mình cũng ngại. Sao, lý do là sao ngại? Mình lớn tuổi hơn anh Tứ. Lớn tuổi thì nói cái vụ lớn tuổi thì bình thường thôi, ăn thua là anh Tứ có thương gì không á, mà chị có thương anh Tứ không? Thì cái câu mới vô thì vợ lớn tuổi thì bình thường. Tứ nhìn đâu đó, bên đây anh Tứ. Tập trung vô đến Đức để bả buồn nè. Mà tự nhiên cái hồi đó cái đến với nhau giờ cái hai người buồn ha. Nói chung thì ai cũng thương, cũng có một cái trải qua nhân có. Dạ, Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thanh Trúc bữa nay có quay lại một cái anh trai năm nay ba mấy tuổi mà có một người vợ 60 tuổi á. Thì anh nói tự nhiên có cái người vợ đi lại và sống chung với anh. Thì Thanh Trúc bữa nay có quay lại nè. Thì nghe nói là toan rồi cả nhà, toan rồi, là người vợ là bỏ đi về ngoại hay gì như thế nào không biết, để Thanh Trúc kêu anh nha. Mời cả nhà theo Thanh Trúc. Anh trai ơi, làm gì hả? Đang nấu đồ ăn hả? Rồi bà vợ đâu? Vợ về ngoại rồi anh ơi. Rồi thôi giờ xích gần trước cho anh em mình trò chuyện tí xíu nha. Mình đi là gì đó Thanh Tứ? Rồi anh có nấu ăn được không Tứ? Được. Rồi theo mà anh, cái chuyện mà bếp núc nè, anh làm gì anh thể kể cho em nghe được không? Thì ví dụ làm đồ ăn kho, yeah, nấu canh chua, canh gì, làm đậu gì, yeah, làm bình thường á. Dạ. Yeah. Em nghe nói anh là bò như gì rất là lẹ hả anh Tứ? Cũng hơi chậm chút. Chậm ha. Chàng ơi quý vị. Giờ kiếm cái góc mát nào anh em mình ngồi trò chuyện tí xíu đi ha. Đây lên tức. Rồi. Để cho em dựng máy ha. Anh nghe nói là vợ bỏ đi hả? Vợ bỏ đi qua đẳng rồi. Vì lý do là sao? Vì lý do bên vợ không đồng ý em, tại em đi bún giò nè. Là bên gia đình là nói anh là bỏ bún chân. Đúng rồi. Không chịu. Thì cái cách đầu tiên đó là cái người vợ là quen anh, quen qua trên mạng hả? Đúng rồi. Nguyên qua trên mạng. Rồi bây giờ anh có biết nhà vợ anh chưa? Chưa nữa. Trời. Chỉ là quen qua vậy thôi. Còn gia đình nhà bả anh cũng chưa biết người nào hả? Chưa biết nữa. Là hai người sống chung rồi. Dạ. Nghe nói là gia đình là bên bả không chịu hả anh? Đúng rồi. Thì theo không chịu đó, rồi anh với chị là như tính phương án như thế nào? Thì em thua vợ em nói này, nó không bỏ em được đâu, chứ sao gì bà cũng bay lại à. Người bỏ đi ha, bà bỏ đi thăm con cái gì đó thì chị bà lợi nữa. Bà là hôm bữa nói là bà 60 tuổi anh Tư? Đúng rồi. 60 tuổi thì chắc cũng có nhiều người nói là ủa tại sao anh có vợ mà lớn tuổi giống bằng tuổi mẹ anh, mà với thứ nhất mà bây giờ còn bên hai bên gia đình không chịu nữa, giờ bỏ đi luôn rồi. Chàng ơi quý vị, bỏ đi rồi anh có đi tìm không, anh có dự định đi tìm không Tứ? Có. Hồi đó bả có nói là bả sẽ nói thương anh không? Có. Bả nói làm sao? Bả nói em không bỏ nó được đâu, chứ sao vậy em cũng gặp anh à. Chuyện tình, một cái chuyện tình cả nhà của anh Tứ nè với một cái cô vợ 60 tuổi. Lần đầu tiên anh Tứ cho em hỏi bả tự nhiên á, bả lại đây á, anh điện lại hay là tự nhiên bả lại? Bả đòi đi văn lưới với em nè, rồi em kêu đi thì sáng sớm lại đi rồi em đi rước vậy đó.
Mày bảo đi, em đi rất là lễ tiền, không chơi gì luôn. Theo mà người lớn tuổi anh Tứ, anh chọc lần đầu vậy, có khó không? Cũng em tự nhiên nghe. Có. Chứ em hỏi anh chọc có khó không? Không. Em theo được biết những người có gia đình và lớn tuổi nó chọc khó khăn lắm. Em thấy cũng bình thường nè. Anh chọc dễ không? Theo cái người mà lớn tuổi như vậy, với lại cái người trẻ tuổi là cái người nào chọc dễ hơn? Em thấy người già tuổi dễ hơn, người trẻ tuổi đó. Người già chọc nó dễ hơn hả? Dạ đúng rồi. Lý do là sao? Lý do là vợ em thì cũng có hai đứa con rồi. Thì em cũng còn thanh niên thiệt. Thì nói em gì nói vợ em gì đó là giờ vợ ơi, em cũng có gia đình rồi, bây giờ gia đình em cũng bỏ với nhau phải không? Ừ đúng rồi. Vì cái gì quay lại với anh đi, sống với anh đi, vì anh lo cho. Thì bà nó cũng đồng ý đó. Anh kêu vậy. Nghe nói bên gia đình là bên bà không chịu rồi đó. Thì từ từ em năn nỉ của vợ em nhé. Năn nỉ vậy. Dạ. Chuyện ơi. Anh nói là chọc mà bả thì không chịu, bên gia đình không chịu, với lại là bên anh thì lần đầu tiên á có phản đối không? Không, chỉ nói thôi. Tại sao mà lớn tuổi dữ không? Đúng rồi, chắc em có lên cái clip mà chắc bên dòng họ ở xa rồi chắc có thế nào cũng nói hả? Thấy hết trơn rồi. Họ thấy, họ nói sao Tư? Thì nói Tư mày gì mà lấy vợ giả vậy đó. Lỡ dứt thẳng tới số bây giờ sao vậy? Tới nha. Nhưng mà anh Tư không, thường là anh Tư sẽ chấp nhận hết hay sao Tư? Thì đúng vậy. Anh Tư suy nghĩ là như thế nào là mình thương một cái người lớn tuổi nè, thương một cái người lớn tuổi, với lại là mình tiện lợi, là tiện lợi được cái gì, mình đỡ lo như thí dụ những cô gái trẻ khác như thế nào anh Tư? Thì em nói là khi lấy người đẹp á cũng là bỏ mình, tuy nhiên là mình đi bốn giò thiệt, mà thấy người đẹp á thương người đẹp thì nó cũng thương thiệt, mà lấy một thời gian sợ người ta bỏ mình. Anh hồi đó giờ anh có quen cô gái nào chưa? Có. Cái tình cảm nó như thế nào anh Tứ kể cho em nghe được không? Thì lúc trước em có quen cô cũng khoảng 27-28 tuổi một thời gian. Rồi bây giờ thì thấy người kia cứ kêu em nạp tiền hoài luôn. Đấy. Bởi vì em đó. Là có đi vô gặp mặt anh chưa? Chưa nữa. Chưa thì, mà hả? Rồi em thấy tình trạng mà kêu nạp tiền hoài mà thương nhau mà kêu vậy, em thấy không tính tưởng. Nạp bao nhiêu? Thì ví dụ 50% vậy đó. Cạt hả? Dạ. Người đó đâu anh Tứ? Người đó ở Quảng Ngãi. Quen qua Quảng Ngãi ha? Dạ. Mà chưa nạp cạt rồi. Cái đó là người ta đấu thương anh đâu, người ta chỉ lợi dụng anh thôi. Đúng rồi, bởi vì em thấy vậy em bỏ đó. Suy nghĩ là mình là bị người ta lợi dụng anh? Lợi dụng đó. Mà người ta có nói thương anh không? Có, mà nói có thương gì thôi mà tấm lòng không gì đó đâu. Người có kêu người ta đi vô nhà mình không? Nó hẹn hoài lắm. Nhìn sao anh? Tại hẹn ngày này tới ngày này tới ngày nọ nữa chứ hẹn hoài đó. Rồi hơi cỡ nửa năm mười bớt kêu nập cạt vô nữa. Em nói thử cũng vừa quen cỡ nạp cỡ gần cũng gần tháng đó mới em biết suy nghĩ lại đó. Chắc nó gạt mình rồi, bởi vì em bỏ luôn. Thôi Tứ ơi, bây giờ là chuyện bà vợ đó, thì bị người ta bên vợ không chịu đó, thì thôi bây giờ anh tính cái tương lai của anh đi. Em thấy anh như vậy nè, mình có cái xe bốn bánh nó chạy thấy nó im anh Tứ. Ba bánh á? Ba bánh mình đúng có không Tứ? Em có, em tính xin anh nè. Xin anh tùy duyên thôi chứ. Dạ. Cái xe thí dụ xe ba bánh đó, xe Honda đó đúng chạy rồi, được không? Được. Hồi đó giờ mình có chưa? Chưa nữa. Tại em có một bạn kia giống em vậy nè. Rồi thì em chạy lên xe nó chạy vòng vòng chơi đó. Chạy được ha? Được. Anh Tứ mà chứ còn xe lăn tay á thì lên dốc cầu lên không nổi đâu. Lên không nổi. Phải xe đạp điện ha anh, xe đạp điện ba bánh đó. Em thích xe mình xe Honda vậy nè. Chơi ba bánh ha. Xe ba bánh đó. Rồi mình khi gạt mình đi chợ đi gì đó phương tiện một chút. Tại vì khi em đi chợ đi, em đi trong xe ôm không á. Ở nhà anh Tứ là một người di chuyển bò bốn chân nè. Mà anh Tứ hay lắm nha. Rồi dầm khi bữa nào rảnh á thì mình đi lấy vé số đó. Mình bán vòng vòng kiếm phụ thêm chút đỉnh đó. Rồi giờ đi như vậy rồi có buồn không? Thì cũng hơi buồn anh ơi. Buồn hả? Đúng rồi. Chuyện buồn không Tứ? Chỉ vì người ta chơi anh là đi bò hả anh Tứ? Đúng rồi đó.
Vợ thì không chê mà sợ mấy em vợ nó nói gì đó. Anh Tứ chưa có biết nhà nha cả nhà. Chưa biết nhà bên vợ. À, chỉ quen qua điện thoại xong rồi kêu bà này về đây à, sống với anh Tứ luôn. Thấy cái chuyện nó cũng kịch là lạ anh Tứ. Đúng rồi. Tự nhiên cái duyên ở đâu sẵn anh tới trời. Thì bởi vậy. Trong khi đó bên cha mẹ vợ không biết rồi, anh em vợ cũng không biết luôn. Không biết nữa. Thì vợ thì biết rồi. Dạ. Yeah. Thì vợ sống đây gần hơn tận lễ rồi. Tận lễ ha. Dạ. Yeah. Hay chàng. Cô này là 60 tuổi rồi cả nhà. Là thích anh Tứ. Thì anh Tứ nói là chọc những cái người lớn tuổi nè nó dễ hơn. Và người ta sẽ lo cho anh Tứ hay anh Tứ? Đúng rồi. Cấp đầu anh Tứ anh hỏi chọc bà đó, bà có nói là bà lớn tuổi anh có chơi tôi không này nọ không? Không. Bà nói về tôi lớn tuổi hơn ông rồi đó ha. Tôi mai mốt thì kêu băng tỷ tỷ lấy cái gì. Rồi trước sau em nói gì nè. Nói là giờ về mình có duyên gặp nhau rồi sao? Kêu bằng anh em cho người ta coi được ha. Ừ đúng vậy đó. Rồi dính tới giờ anh em tới giờ luôn đó. Anh em tới giờ luôn ha. Tứ thì quý vị, anh Tứ thì đi đứng bò không à. Anh nấu ăn được. Được. Và che củi và này kia đồ được hết trơn ha. Đúng rồi. Được hết trơn anh Tứ? Em làm được hết trơn đó. Chỉ mà đi giác đi gì thua anh ta cái gì, đi giác lúa lát giác gì đó là em thua cho đó anh chút. Còn ví dụ đi Tứ làm... biết ca không? Gì? Ca được ca cổ nhà không? Không. 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 Theo mấy người như anh vậy là phải biết ca hay lắm mà. Biết rồi mà em không biết à. Không biết. Anh có cái tài nào không? Đọc thơ này kia nữa. Em tối ngày đi gan đi làm không à. Chỉ có đọc gái chọc gái hay à. Hồi đó đó là chọc bao lâu vòng mới gặp được bà này ha. Lộn số mình cố tình điện. Cố tình là... điện hoài đó. Điện lộn số hả? À, lộn số. Là điện... điện người này, điện số này, số kia, điện bấm đại vậy nè. Đâu có lộn rồi, bà này à. Nè nè. Hôm bữa là anh điện cho ai? Thôi dự định. Gai là điện cho người kia kìa à. Tính rủ nhau đi bắt chuột bắt chị gì đó. Ừ. Rồi lộn số nghe bà này nói chuyện ngọt ngào lắm thì dính tới giờ đó. Tới giờ luôn nè. Thương nha. Thì nhầm khi ban đêm thì em đi bắt rắn bắt chuột cái xong kìa. Nè. Đâu có rảnh đâu. Nè. Ngày thì đi làm máy. Ừ. Cái gì, ví dụ đi cắt cỏ, người ta mướn cắt cỏ, cắt rễ thì cắt làm được hết trơn đó. Dạ. Dạ Tứ, bữa nay á, nơi đây em có trao một cái phần duyên của cái chị gái nè. Bả gửi cho anh 500 ngàn ha. Dạ. Để cho hai chồng mình mua cái phụ giúp cái gì mua ha. Dạ. Cái chị giấu tên ở Sài Gòn á. Dạ. Cảm ơn chị giấu tên ở Sài Gòn á. Dạ. Thì thứ hai nữa em gửi cho anh một cái thuốc nè. Dạ. Thuốc viên cao trung sơn là anh nói là thường nhức khớp tê tay đúng không? Đúng rồi. Cái này á một ngày mình uống 5 viên, ủa sáng 5 viên chiều 5 viên ăn no hết uống anh Tứ. Em gửi cho anh cái thuốc này. Cảm ơn anh Thanh. Thuốc này nó trị về tê tay, nhức mỏi, nhức khớp, trào ngược dạ dày và đau bao tử. Dạ. Lại khối u luôn. Mấy anh chị mà muốn dùng thuốc này á cứ liên hệ với anh chút ha. Thì cứ điện trực tiếp cho Thanh Trúc, với Thanh Trúc có để dưới cái phần mô tả số điện thoại á. Cái này chị nhức khớp rất là hay luôn cả nhà. Thì Thanh Trúc cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video và hẹn cô chú anh chị một cái video kế tiếp ạ. Được anh Tứ.